Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân, đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian và em luôn giữ lời hứa của mình, thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Mời đàn trai. Xin mời đàn gái. Rồi, mà ra ngồi. Trời ơi, ngồi đi cưng. Dễ thương quá à. Rồi, nào, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, thưa anh Quyền Linh. Nghe nha. Chị Hồng Vân. Rồi. Em tên là Võ Văn Phụng, năm nay 31 tuổi à. Hiện nay đang là công tác tại đại đội 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, thành phố Hồ Chí Minh, quê quán em ở Bến Tre. Em đang mang quân hàm gì? Dạ, em đang mang quân hàm là thượng úy. Rồi, em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và tất cả khán giả gần xa đang xem chương trình của đài. Thì em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Hiện tại là em là giáo viên mầm non và em đang công tác ở một trường quốc tế thuộc khu vực quận 7. Cô giáo mà lấy bộ đội thì quá tuyệt vời rồi ha. 29 với 31 cũng được lắm á Linh. Cũng hợp luôn á. Dạ. Em có thích người yêu mình là bộ đội không? Dạ em rất thích, cho là bởi vì em thích một cái sự nghiêm túc, một sự chuẩn mực về đạo đức, về tác phong. Em cảm thấy rất là hài lòng về điều đó. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì em là một người con của gia đình. Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân, đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian và em luôn giữ lời hứa của mình. Thì bên cạnh thì em sẽ có những cái điểm yếu, đó là em đang phấn khởi với một điều gì đó thì có thể là em sẽ nói chuyện hơi nhanh. Em có cái tài lẻ sở trường gì không? Ví dụ như hát hò, nhảy múa. Em thì không phải là sở trường gì lắm, nhưng mà em cũng rất là thích hát và thích làm thơ, thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Tức là dạ, em lãng mạn đó phải không? Dạ. Thôi, bên đàn trai. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu, đặc biệt là làm việc tới nơi tới chốn, nói là đã làm, sống thì giản dị lạc quan. Khuyết điểm của em là ít nấu ăn hay là sống nội tâm tình cảm. Bên nhà trai tâm sự thì em có đồng cảm không? Em cảm thấy rất là hài lòng ở một cái ý là anh nói đi đôi với làm á. Bởi vì em là một người rất là giữ uy tín. Bây giờ em hãy nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi em trai. Báo cáo anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, toàn thể quý vị khán giả, đường tình duyên của em trắc trở. Thì khi đến 18 tuổi thì em vào quân đội, thì môi trường ở đây thì lẹn lẹn tôi, con người của em là trưởng thành hơn. Nhưng mà so với đó thì mối quan hệ của em thì với bạn nữ bên ngoài rất là thiếu thốn. Thứ hai nữa là nghề bộ đội là cái hy sinh nhiều cống hiến mà lại cần một người phụ nữ đi tìm hiểu với mình rất là khó. Nhưng mà đó giờ em có trải qua mối tình nào không? Dạ có anh, có hai mối tình. Dạ có hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Chắc khoảng một năm. Người ta yêu em mà em không biết. Đến lúc mà mình nhận ra thì mình đã, ta đã đi lấy chồng rồi. Ủa gì đâu có sự chia tay đâu, đúng không? Dạ. Trời, mối tình gì lạ vậy? Cái đó không có tính được. Không có tính mối tình được. Dạ. Đến mối tình thứ nhì đi. Dạ mối tình thứ nhì thì em theo đuổi người ta nhưng mà người ta không thương em. Trời ơi, tội nghiệp không? Thiệt ông trái ngang dữ vậy trời. Hai mối tình gì đâu mà nó cạn kiệt, không có yêu được như vậy. Em sao em? Dạ em cũng đã trải qua ba mối tình. Dài nhất và sâu đậm của em thì trải dài 5 năm. Thì có một lần anh quyết định là phải đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Đó thì khi đi lao động hợp tác nước ngoài thì có một cái lý do của anh và anh đã kết hôn và đã có gia đình, hiện cũng đang sinh sống ở ngoài nước ngoài. 2 năm sau thì em mới quen với lại một người. Bao nhiêu lâu quen được? Dạ 3 năm. Dạ. Trời ơi, em cũng bền bỉ quá ha. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Dạ mối tình thứ ba là cũng gần 3 năm vậy. Vậy mà không đến được với nhau. Mấy năm rồi đó. Bên đây là gần như không có năm nào hết. Gần như không có. Hai bên đối nghịch với nhau. Dạ. Còn chú ráng nha chú. Dạ. Hai cái mối kia nó lãng hòm mà. Bây giờ chú có tưởng tượng là cái người yêu của chú phải giống ai không? Có cái mẫu hình, mẫu lý tưởng nào không? Em không có thần tượng ai hết. Người đó là một, thứ nhất là phải là mắt kiến. Thứ hai là phải là cao hơn em một cái đầu. Về lẫn nghĩa đen, nghĩa bóng thì phải trình độ phải là cao hơn em. Tại vì mới chỉ huy. Thứ hai là có sự bồi dưỡng cho em để tốt. Thì cái nhận thức có thể giúp đỡ em trong công việc. Sao em thích người yêu đeo mắt kiến? Thể hiện sự tri thức. Trời ơi, có người đâu có tri thức đâu mà ta vẫn đeo mắt kiến. Đó là người bị cận, nó khác.
Thôi chào chị. Để mình nói cho bà nghe. Cầu được ước thấy đó, ước đi. Mắt kiến, có một cặp mắt kiến. Rồi một cái, hơn một cái đầu thì người ta là giáo viên đó, kiến thức người ta cũng rộng rãi đó. Rồi chiều cao nhiêu nè? Chiều cao là không quan trọng, nhưng mà cái người phụ nữ này phải biết là cách cư xử cho nó lễ phép giữa hai bên gia đình, khéo léo và tế nhị. Em rất tính, là tính rất là kỹ. Em có thích làn da bánh mật như em không? Da sao cũng được chị ơi, không có quan trọng màu da. Thương ghê không? Sao không có da thôi. Lỡ cái mặt mụn không rồi sao? Thì về nữa mua kem trị mụn, mới mốt hết mụn chứ là tiếp. Thấy thương không? Còn em sao? Em muốn cái người yêu của em mà cao nhiêu nè? Chiều cao, càng cao hay càng tốt thôi. Anh thấy á, nãy giờ những cái ý kiến của em đưa ra là bên đây có đầy đủ phẩm chất hết. Trời, cô giáo dễ thương quá. Đó, bởi vì đem mắt kiến vô đúng là đẹp luôn á. Ông đó cũng cầu được ước thấy đó, đúng bởi vì đó. Ông trời thương em á, hai cái mối tình lãng nhắc của em bây giờ hy vọng mối tình thứ ba nó có cái sự mà giao thoa qua lại đúng không? Anh thấy được đó. Đàn trai đi với ai vậy? Dạ. Đây. Báo cáo anh Quyền Linh và chị Hồng Vân thì em đi với thủ trưởng cơ quan của em, và đặc biệt là đồng chí tiểu đội trưởng Nguyễn Đức Dẫn và ba ruột của em và cùng toàn thể tất cả toàn thể chiến sĩ. Thưa anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Tôi đến từ Bến Tre đi hồi 2 giờ đêm tới 8 giờ rưỡi mới đến đây. Mà ở đây giờ xin cảm ơn hết anh chị em khán giả với chị Quyền Linh với anh Hồng Vân. Giờ không biết nói gì hơn nữa. Tôi giờ cũng mừng. Hồi xưa thì mẹ nó sanh đẻ, mà khi mà nó sanh đẻ trưởng thành lên thì nó con của nhà nước rồi, nó đi ra đi khỏi nhà nay là 12, 13 năm rồi. Nó thương ai này thì tôi chịu nấy, tôi cũng không biết sao. Dạ. Dạ, cô giáo cũng đẹp. Đó, nghe chưa đồng chí? Dạ nghe chị ơi. Xin hết. Dạ, cảm ơn bác ạ. Mời chị Quy à. Chị Quy có ý kiến đi. Thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì tôi là Nguyễn Đức Dưỡng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, tiểu đoàn của đồng chí Phụng. Thì đầu tiên là chỗ đồng chí Phụng là ở với tôi cũng rất là lâu rồi. Riêng đồng chí Phụng thì tính tình rất là vui vẻ như anh chị thấy rồi. Vui vẻ hòa đồng. Vừa rồi thì đồng chí Phụng nói đó, làm đến đâu là đến nơi đến chốn. Cô giáo thì tôi thấy thứ nhất là rất là xinh đẹp, trình độ học thức như vậy cũng rất là tốt. Trước khi mà đi tham gia chương trình ấy, thì chúng tôi có giao nhiệm vụ là hôm nay đồng chí Phụng phải kiếm về cho tiểu đoàn 4 một cô con dâu. Đó, qua chương trình này thì cũng mong là bước đầu để cho hai người tìm hiểu. Và hy vọng là sau này tiểu đoàn 4 sẽ có một người con dâu giống như cô giáo ngày hôm nay. Cô giáo viên đúng không? Bên là gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến đây là nhất là có cô quản lý cơ quan em, 7 cô tiên xinh đẹp ở trường em mà đích ủng hộ cho em ạ. Trời ơi. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chào hai bạn Thảo và Phụng. Thì em tên là Trần Thị Kim Xuyến, thì đang phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường. Trong công việc, Thảo là một cô giáo rất là hiền lành và chịu khó học hỏi. Về phía bạn trai thì mình có một vài nhận xét là bạn rất là chững chạc, cao ráo. Thì cũng mong là hôm nay hai em sẽ nhấn nút cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn gái. Cái cô giáo nói chuyện hay quá, hay thực sự luôn á. Thôi bây giờ đã đến giờ phút hai bên gặp nhau rồi. Hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không nhá. Mở rào. Tặng quà nào, đứng lên tặng quà nào. Dạ, em chào anh. Dạ, chào em. Dạ. Anh có ngày này, anh tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ em xin phép em để quà xuống đây. Đây là chị giúp. Nhân dịp kỷ niệm ngày hôm nay, ngày 29 năm chúng ta gặp nhau. Dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Mà anh thấy cái chữ gì không? Anh thấy, đọc đi. Thấy chữ I love you. 3 từ 9 chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. Đó. Cảm ơn em. Anh đang cần đây. Dạ, anh... Điều đó chính là phép dạ. Em. Anh có thích món quà nào không? Quá thích luôn. Thích không biết bao nhiêu. Dạ, bây giờ thế em nào? Dạ, em có thể đeo cho anh không? Dạ. Được. Dạ. Anh sẵn sàng. Mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết liền đeo sao nữa nè. Coi như là họ quên mình luôn á. Thôi. Em lần đầu tiên em đeo đồng hồ. Không gian này của họ. Em không có được chuyên nghiệp.
chị nghe. Bạn con gái này rất là chu đáo, em không biết như thế nào diễn tả được hết. Bởi vậy thôi bây giờ chị với anh Linh tạm ngủ chút xíu nha, tụi em cứ làm gì làm đi. Mà anh có biết ý nghĩa của món quà em tặng cho anh? Anh biết, em rất quý trọng thời gian, anh cũng quý trọng thời gian, mong cho hai đứa mình sẽ tìm đến chung một cơ hội với nhau. Dạ, em nói chuyện rất hay ạ. Nhưng mà thứ nhất là em thì một người rất là quý trọng thời gian, thì em chỉ có mong muốn thôi, anh sẽ dành những cái thời gian quý báu nhất của anh, dành nhiều nhất có thể theo khả năng để anh dành cho những người mà anh yêu thương nhất ạ. Nhưng mà anh thấy cái đồng hồ này nó hơi bị rộng đúng không anh? Đúng rồi, hơi bị rộng. Thì cái đồng hồ này nó mới thì nó hơi bị rộng, nhưng mà anh chỉnh sửa anh cắt á thì nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp. Em với anh mới quen nhau á thì mình cũng chưa có hiểu nhiều, thì sau thời gian khi mà mình tìm hiểu nhau, mình sẽ chia sẻ rồi mình sẽ quan tâm thì mình sẽ chỉnh sửa và nó sẽ rất là tốt hơn. Cảm ơn món quà vô giá của em đã dành cho anh. Em thật là quý giá biết bao. Em sẽ để món quà này không cho ai lấy cái đồng hồ này. Chị đồng ý với quan điểm của em. Em trên bó hoa có cái tấm thiệp gì đó lấy tặng bạn gái luôn đi. Báo cáo em là món quà này thì ngày tôi, thì món quà này em món quà tâm huyết của em nhất là em vô thành phố vào Hồ Chí Minh ngày hôm qua để tặng món quà này. Dù biết thời gian rất là quan trọng nhưng mà công việc chỉ hay là thể hiện sự tấm chân thành của anh đối với em. Mua quà ngày hôm qua nó cũng báo cáo nữa. Anh ơi, anh đập trước em đi anh, mình đập chung đi anh. Rồi, phụ nữ không phải để hiểu mà là để yêu. Nhận nhiều yêu thương trong đó có anh, đó là Hoàng Phụng. Trời ơi, thấy thương. Dạ, tiếp đây thì dạ em cảm ơn anh. Khi đến với trường quay thì mẹ em điều kiện cũng ở xa, mẹ em không đến được. Nhưng mà mẹ em đã gửi một cái tình cảm, đó chính là một bài thơ do mẹ em tự sáng tác ra. Mẹ em nói là hôm nay phải em phải dành tặng cho anh. Đọc cho chàng trai đó nghe đi. Phụng thảo đẹp mãi duyên tơ, không hẹn mà chờ hạnh phúc từ đây. Duyên sẽ thấm tình bền như đá, hạnh phúc này đẹp mãi hai ta. Xin hết ạ. Để đối đáp lại gia đình nhà gái, anh cũng có tài lẻ, bài hát và một bài thơ. Wow. Có hát hết luôn. Đã yêu yêu hết mình. Cho một đồng hồ tay thật to đi mọi người. Tại như kinh là để cái đồng hồ này nó lỏng quá, tay em nó không có mất tự nhiên quá thì dạ. Anh thông cảm cho em nha. Mình vậy là mình sẽ chỉnh sửa sau ha. Hai đứa làm luôn đi chương trình được của hai đứa luôn. Hai đứa tự nhiên đi không sao hết trơn á. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con tiền không còn theo sóng, con tiền không còn sợ bến mai xa mù khơi. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới chân, thấp thoáng đôi bao nhân tình đang đổ vui đắm say. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được ý yêu mình em. Cái này gọi là tim em bị lộn nhịp. Hết rồi. Anh. Dạ. Yêu em nghe anh từ trong đáy tim em. Rồi, yên tâm, anh sẽ giữ trọn trong tim. Yêu em xin anh cho em tình yêu đừng cho dối gian. Xin hãy nói với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Dù bão xuân qua còn tươi mãi. Xin anh luôn yêu em như em hằng luôn mến anh. Xin hãy hứa với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Và mong sao cho lời anh nói hòa nhịp thao trái tim của nhau. Hay không các ông chị, các thủ trưởng? Quá hay. Tiếp em sẽ làm câu thơ nói về cô giáo. Anh ấp ủ là mong tìm một người cô giáo là người nửa yêu thương của mình, có cái nghề cao quý, nghề tốt đẹp. Em là cô giáo anh thương, dạy trò chữ nghĩa trong đường lớn khôn, trồng cây làm đẹp nước non, trồng người làm đẹp tâm hồn nhân gian. Nghề em cao quý trong ngàn, quý em quý cả ngành nghề em theo. Trời ơi, con hay hai quá đứa rồi nói đó. Lời bây giờ nè, hai đứa đứng nhìn mặt nói lời yêu thương đi, được tôi bấm nút luôn. Anh có cảm thấy là trái tim đang bị loạn nhịp không? Anh rất là bình tĩnh và tự tin. Trái tim này loạn anh nhịp. Anh nhìn em nè. Loạn nhịp nhưng anh mà nhìn em nè. Anh thấy thì cái tâm hồn của anh với tâm hồn của em rất là đồng cảm. Thì anh
cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau cùng đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp. Với phương châm tôi tưởng anh là gì, khi đến với chương trình anh xem em là tất cả, khi biết em rồi anh làm tất cả để yêu em. Rồi, ôi hay quá. Em gái, em gái, rồi em gái nói vào mộng sâu cho lời anh nói hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với là những gì nữa ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ huyên đầu tiên. Rồi bấm nút. Chúc mừng. Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bạn quen hò mà ông Mai bà Mối là người bấm nút. I feel happy today. Tuyệt vời. Em thấy người đàn ông này có xứng đáng là một nửa mảnh ghép của em hay không? Dạ, chắc chắn là xứng đáng ạ. Đối tiếp với bạn em nói là ai đã vô em, giờ em sẽ nói tiếng Hàn Quốc. Saga Hanita. Anh yêu em. Saga. Ôm nhau luôn coi. Trời ơi. Trời ơi. À, con cũng xin chào bác trai. Thì bác trai thấy là nếu mà tụi con cưới nhau sớm thì bác trai có vui, có đồng ý không ạ? Nếu mà con mình đã chọn được vậy là mẹ nó với ba nó đều mừng dữ lắm. À, nếu được tiến hành tốt thì nào mừng. Quá mừng. Dạ. Con cảm ơn bác rất nhiều. Thôi mà thôi giờ xin lỗi thiệt, cháu Thảo là quê bán ở đâu à? Dạ con chào bác, thì con cũng đến từ là quê hương Bến Tre Đồng Khởi ạ. Trời ơi. Là một điều rất là tuyệt vời về quê hương và rất là gần gũi để con tiện để chăm sóc mọi người thân trong gia đình. Nè, anh thông báo với em. Dạ. Cô giáo đây cũng là một đảng viên. Dạ. Phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, đây là một chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến nó xem phim để yêu nhau và để chuẩn bị lễ đính hôn ha. Lúc sinh nhật bạn gái của em là em mua đèn cầy xếp hình trái tim, gảy bông hồng trên trong đèn cầy chị. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy đó lên thay thành trái tim. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, chào anh Diện Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài. Em tên là Nguyễn Văn Bé Bảy, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em thi công công trình là em làm gì Bảy? Làm bơm bê tông cho người ta anh. À, Bảy bơm bê tông 30 tuổi. Rồi mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà trai. Trang, Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên dạ. giới. Dạ gần Campuchia. Biên giới. Dạ. À. Cũng có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi. Bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Biết nấu ăn. Bảy nấu món gì Bảy? Dạ em biết nấu canh, kho cá nào anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của Bảy là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là em không nói được. Là nhút nhát trước bạn gái đối nhút diện. Nhút nhát trước bạn gái. Dạ. Nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ em có hai mối tình. À. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ liệu hai mối tình đều được 5,5 hết anh. 5,5 đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao? Có giờ được cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nó ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh đường yên tâm. Bên đó là Bãi biết rồi. Em cái điểm yếu của mình là điểm dạ, gì? Dạ điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo cho nên đôi khi em có những cái quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội, dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á cho nên là thôi không đi
tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6 đến 7 tháng thôi. 6 tới 7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không đẹp. Dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào. Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn dễ thương tí, tròn tròn. Có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi chị. Em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai, chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Chà này cao à nha. Này hơi bộn à. Em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74 à. Thấy chưa? Nó cao hơn anh luôn đó em. Còn 7 sao? 7 muốn cái mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng em là cao trên 1m55. Khuôn mặt dễ nhìn. Bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được? Khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. 7, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu, ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, em kể chị nghe. Dạ không? Lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, rải bông hồng trong đèn cầy á chị. Rải bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên hình thành trái tim. Rồi cuối cùng em. Sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Ừ. Bên kia kêu cưới thì với em bên đây em đi làm nhiều, có chương trình với người đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị, còn không có cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đốt nến vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó có thích vậy không? Được giữ lại chị. Dạ. Trời ơi, là ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhắc thôi. Đúng không? À, dạ. Dễ thương ha. Dạ. Trai chịu rồi đó. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn vậy. Không bảo vệ ai thôi em ơi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao dạ, con? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Con trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu, tìm làm quen đi rồi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Bây giờ như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Oh. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu Út là... Anh thứ sáu. À có anh đi nữa năm, hả? 5, 6, 7, Út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ 8. Trời ơi, dâu thứ 8 luôn hả? Dâu 5, 6, 7, 8 luôn đó. Wow. Để sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy hả? Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi. Bắt đầu đi Bảy. Đó, đàn gái dễ thương lắm á Bảy. Em cũng có một hoàn thành. Dạ, cảm ơn.
Coi gì vậy Bảy ơi, Bảy, Bảy mở ra coi là cái gì. Là cái cà vạt ạ. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em không biết lắm. Chị cũng không biết tắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ, em thấy anh như thế nào? À, dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. À, phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là dạ cũng cười, được cười rồi lớn dạ. Lên Bảy cười cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào sao mình? Cảm nhận em thì em dễ thương cũng như mô hình lý tưởng của anh. Dạ. À, anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu như thế nào? Nói về tình yêu là phải biết chung thủy. Rối rồi Phong, rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa Bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn Bảy là chị biết Bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao? À, cũng cũng gần, tại vì em chạy xe đi xa cũng nhiều. Về miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó, thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá à, thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã sao đâu á, thiệt luôn. Bây giờ nè, Bảy bước tới nắm tay Trang nói y chang vậy, hỏi Trang chịu không? Bước tới. Nói đi cho người ta tin, nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt nói vậy đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Hỏi Trang chịu không anh không? Dạ. Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quê với em cũng nói được tốt ạ. Dạ. Tại rồi trở về ghế được rồi đó. Ráng nha Bảy. Dạ. Sau 3 tiếng đếm không biết cô kia bấm hay không. Thôi em bấm trước luôn nha. Bấm đi Bảy, thích thì Bảy bấm. Đúng rồi Bảy ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Mình thích là mình bấm thôi. Trang. Rồi Trang sao nè? 1, 2, 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang không bấm mà để tôi khóc liền luôn á. Cưng Bảy quá trời luôn. Chụp liền, cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa, có cảm giác gì nắm tay không Bảy? Ấm ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình á, còn đây chỉ có một đứa em gái thôi. Nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. Dạ bác, con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi hết cuộc đời này. Xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái Dạ cho con xin phép hôn em Trang. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạng, mình dám làm này kia. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Tại em làm dành dụm cũng hơi bộn bộn, mình không có nhiều gì đâu, cũng dụng nhà mình có khoảng mười mấy cây, ví dụ 11 cây khoảng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Dạ em tặng cho anh cái thang thuốc bổ. Trời ơi mới gì đây, mới vô tặng rồi. Dạ thuốc bổ hả? Dạ bổ thận á anh. Uống bổ gì? Dạ bổ thận tráng dương. Bổ thận tăng hả? Cường sức bổ thận rồi. Tráng dương mới lên làm cho thận tôi yếu lắm mà. Rồi cảm ơn em. Rồi xin mời nhà gái. Để đây nè.
Bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn ha. Xin kính chào anh Quyền Linh, ban tổ chức, chị Hồng Vân và các quý khán giả, anh chị, với chào bạn gái của mình. Em tên là Tôn Đức, sinh năm 80. Em ở Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Em thì hồi đó giờ học ngành y, đi làm ngành y không à. Làm ba tiệm thuốc bắc á. Em có hai bằng, bên bằng y sĩ đa khoa với y sĩ cổ truyền. Giỏi quá nha. Rồi em đi làm công tiệm thuốc bắc không à. Làm lâu năm rồi. Còn em nè, mình giới thiệu về mình nào. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Và chào tất cả quý vị khán giả có trong phòng quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Giang Thị Thoa, được 20 tuổi, cách đây 18 năm ạ. 20 tuổi, 18 năm. Em sống mà làm việc ở Tây Ninh, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ, em làm giáo viên cấp 2 ạ. À, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy môn thể dục. Ồ, em ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Hỏi đi, hỏi Tây Ninh chỗ nào, hỏi đi. Dạ, em ở Tây Ninh, cho mình hỏi em ở xã nào, huyện nào hả em? Dạ, em ở thành phố ạ. Thành phố Tây Ninh ạ. Gần không? Gần gần. Anh ở đâu vậy anh? Mình ở trên xã Thái Bình đó em. À, xã Thái Bình em biết ở đó. Cô giáo nói luôn về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, em có tính tự lập cao, em thích gọn gàng ngăn nắp, em có thể làm được rất nhiều công việc. Điểm yếu của em là ngại tiếp xúc với người lạ, đông như vậy em hơi bị khớp, hơi mất ướt. Đó là điểm yếu của em. Bạn trai ơi, có cái thuốc nào mà chữa bệnh nhút nhát được không vợ? Cái đó mình uống mấy thuốc bổ tâm á, bổ tim á. À đúng rồi, cà khịa người khác uống thuốc gì hết em? Dạ, cái cà khịa là cái vẫn tính vui, không có uống thuốc gì hết. Vậy là bó tay rồi đúng không? Cái cà thuốc gì là mà cho nó bớt cái thần kinh mà bị tăng động á cơ. Chứ bây giờ làm mai làm mối mà tăng động quá. Mình bị tăng động quá, nói nhiều gì tùm lum á thì cũng uống mấy cái thuốc bổ tâm. Đừng cho uống tráng dương nữa. Để lo uống cái bài thuốc đó trị về tim mạch thần kinh á cho nó điều chỉnh. Tặng đi tặng thuốc đi. Tặng tặng đây thì uống mấy cái thuốc nói chung là rối loạn. Tặng cho. Ủa thôi em tặng chị đâu cũng dạ. Tặng cho cô Vân là thuốc khác. Cảm dạ thuốc đẹp. Này là thuốc bổ khí huyết phụ nữ cho đẹp phụ nữ. Đó phải như vậy. Mình cũng nói cho bạn thấy cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi để cho bạn cảm nhận. Dạ, điểm mạnh của mình thì mình kinh doanh cũng được mà mình yếu, mình không có dám làm gì lớn hết, nhút nhát. Nhưng mà cái thuốc này là do em kinh doanh ở nhà hay như thế nào? Dạ, cái này em không có kinh doanh ở nhà, em đi hốt ra. Nhà em không có hốt thuốc, nhà em thì bán gia truyền. Còn thuốc thì em đi làm mướn ra hồi đó giờ. Tức em bán giùm cho người ta đúng không? Dạ. Tức là bán thuốc cho người ta. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạn, mình dám làm này kia. Nếu vợ có ngành y giỏi nữa là mình cũng như hợp tác mình phát triển luôn. Điểm yếu là hơi nhút nhát với em. Vợ vợ anh Văn Duy Tính này em không có bằng, em không giỏi, em không biết nữa. Không hỏi anh Văn hả? Dạ, anh Văn Duy Tính. Hồi đó anh Văn thì em cũng học biết. Dạ, mà giờ sao em không biết nữa. Điểm mạnh của em là em không có bị người ta rủ rê về tệ nạn xã hội gì, em không có rủ, không có bị. Thí dụ người ta mướn em giết con chó thì em không bao giờ. Không bao giờ giết đúng không? Em là người cũng như em có đạo Phật, em tu, em mà đi lỡ đạp con ốc gì cái em cũng hào đau lòng. Em thì muốn nghiên cứu những cái thuốc tàn là chế cho thiệt hay em chế nhà thuốc hay lắm. Sao mà em cải tiến là thuốc hay lắm. Okay, em có thuốc vừa trị bổ thận nè. Bệnh mộng tinh trị không hết em trị được. Tôi đang đi tìm người bạn gái hay đang đi giới thiệu thuốc vậy? Từ bây giờ tôi thấy giới thiệu đau thuốc không à? Nhức mỏi luôn, như đổ mồ hôi tay chân luôn. Đây chị đang bị đau gai cuộc sống. Đâu không chị, hai người lo chị phải cần men đi rồi thôi. Gái tập em đây. Còn cái thuốc nào mà yếu sinh lý em giới thiệu chị Vân luôn đi. Đó là phải giới thiệu cho ông. Mắc cười quá à. Thôi cái đó là nói chuyện riêng với anh Linh nghe. Ngồi giới thiệu thì thuốc hoài. Rồi bây giờ bây giờ mình sẽ nói về vấn đề. Nếu vậy thì em đã có người yêu chưa? Em là chưa có người yêu cô ạ. Năm nay là mình nhiêu tuổi ta? Lớn tuổi lắm à, 40, 41. Bạn bên đây 38 nè. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, đó, có mối tình nào chưa em đã trải qua được hai mối tình. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm. Mà mối tình đó quen lâu không? Dạ em quen được 3 năm ạ. Nhưng mà em nghe cái bạn trai bên đây tâm sự như vậy thì em có cảm nhận gì về cái người đàn ông ngồi bên kia rào? Em cảm nhận thì chắc bạn đó cũng nhút nhát giống em, cũng chân thật. Nói chung bên đây hiền, nó chưa có người yêu luôn á. Chưa có người yêu luôn. Hồi đó giờ em có nắm tay bạn gái không? Hồi đó em chưa có nắm tay. Em hồi đó năm đầu tiên em mới học, có cái cô đó cũng đẹp lắm, cổ vũ động làm quen với em, cổ xin số điện thoại gì tùm lum á.
cổ tên Nguyễn Thị Lụa, cổ tốt nghiệp rồi, cổ nói toàn là giỏi không à. Và cuối cùng em mất cái điện thoại, cái em không có liên lạc được. Trời ơi, mất số điện thoại, trời ơi. Cổ xin số chưa nắm tay con gái luôn. Chưa, tính định rủ cổ rủ đâu uống này kia, chưa có gì hết à. Ví dụ nói như... chung mình có cảnh giác chứ mà tại mình nhát quá, hoàn cảnh gia đình mình nói chung lận đận lắm. Ví dụ như có cô gái nó tự nhiên nó mời anh đi khách sạn, anh em dám đi không? Mình phải tìm hiểu người ta là mới đi chứ. Chưa tự nhiên đi. Tìm hiểu nhanh hay chậm? Nhanh. Tìm hiểu nhanh á. Vậy được. Đứng trái thôi. Tìm mình hiểu nhanh là được. Dạ rồi. Mình không phải PD đâu anh. Tại người ta nói mình chắc giới tính nữ gì chứ mình không. Có ai nói em vậy không? Có, hồi đó có một số người ta hỏi mình phải PD không, sao mình không có vợ. Cái mình nói mình nam, mình thích phụ nữ lắm. Đúng rồi, người ta thích nữ. Ờ ha. Dạ. Em thấy hai cô gái ngồi kia đẹp thì sao? Đẹp thì mình cũng ngắm nhìn người ta. Thấy thích không? Thích chứ mình có quyền yêu bằng mắt, mình không có dám động người ta. Bây giờ em có dám nhìn hai cô gái đẹp kia không? Cũng nhìn. Có liếc phải không? Dạ, liếc. Chỉ là được, à, có liếc. Mình thích cái đẹp lắm, người nào đẹp mình cũng thích á. Có chàng trai đẹp thích không? Dạ không. Em ước ao một người con gái như thế nào nè? Thì cũng người đẹp, dễ nhìn, thương yêu gia đình, chung thủy. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Trời ơi, ngon luôn. Nữ muốn mở tiệm thuốc bắc, thuốc tây gì mình có thể đầu tư. Trời ơi, ngon luôn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Khá rồi hả, bộn hả? Trời ơi, dành không có khá lắm, tối người ta mình nghèo lắm. Khoảng mình không có nhiều gì đâu, cũng dùng nhà mình có khoảng mười mấy cây, dùng 11 cây khoảng. Quan trọng có nhiều cây mà rồi. Nói chung cuộc sống mình lại tiết kiệm dành dụm chứ không phải là mình. Mà nhà mình làm mặt tiền hay là trong hẻm nè? Nhà mình tại trong hẻm. Anh có nhà mặt tiền, qua nhà anh mở tiệm thuốc luôn, anh bao hết luôn, miễn sao mà bốc thuốc thôi được rồi. Dạ, em bốc được, đứng tiệm thuốc bắt được, thuốc bò thuốc ớt em bốc được hết đúng không? Chế được, em chế được hết luôn. Bốc thuốc miễn phí luôn nha, được không? Cũng được mà thuốc bắc nó mắc tiền, thuốc nam thì em không biết nhiều á. Em làm toàn là thuốc bắc không à. Chuyện đó anh đi dân lo. Dạ, thuốc nam em không, em không biết, cần lo nó đâu. Không biết nhiều. Thuốc bắc thì em biết nhiều, em dùng thuốc bắc không à. Thì em tưởng tượng cái bạn bên đây có đẹp giống như em suy nghĩ không? Vừa phải cũng được à, em không quan trọng quá, em quan trọng là sinh con đẻ cái là được à. Để nấu giỏi với thừa kế sự nghiệp thôi. À, để thừa kế sự nghiệp. Tài sản được thôi. Chứ nhà em đơn câu quá à, nữa không có ai kế tài sản hết, là tài sản nhiều nữa nhưng thì không mà, ai kế thừa hết à. Con em thừa hưởng cái gì của em? Dù thừa hưởng những cái bài thuốc bí truyền. Cái thuốc gì mà là bí truyền của gia đình em, trị cái bệnh gì? Dạ giờ thuốc em là thuốc bao tử nè. Bao tử xoan trị. Xoan trị rất nhiều người cần luôn. Truyền bí quyết cho anh đi, anh làm miễn phí hết luôn. Với thuốc bổ thận á, bổ thận uống cho nó đen tóc chứ đừng. Người bệnh mộng tinh trị không được, em trị được. Em trị được bệnh mộng tinh. Sau đây chị phải lấy số điện thoại của em. Rất nhiều người cần cái bài thuốc của em nha em nha. Hỏi gia đình cái đi, rồi đúng xong rồi là mình mở rào nha. Để đúng cho rồi, các bạn gặp nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với hai đứa em họ em, với lại ship phó của em và tất cả các bạn ở trên cơ quan em ạ. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em chào anh rể. Đó chịu rồi đó, chịu rồi đó. Dài. Em thấy anh thì rất là hiền, chân thật. Với lại thời gian gặp nhau ở đây thì cũng rất là ngắn, không thể tìm hiểu hay là hết một người được. Nên em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội bấm nút để tìm hiểu và đi tới hôn nhân. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai em trai? Dạ, em tính đi em gái, sáng ba ở nhà nó coi ba, nó không đi được. Rồi, tại nhà em đơn chiếc quá. Để anh lo cho, đại diện đàn trai, chào đàn gái. Đàn trai tôi là ngon lành luôn, còn zin 100%. Không phải là con gái. Chưa chắc anh. Mà tư tưởng thì mình thích, mình biết mình nam nữ chứ mình thích phụ nữ chứ mình đâu có thích nam đâu. Yêu phụ nữ lắm. Chứ mà tại vì mình nhát. Em thì em hơi nhát vậy thôi. Em thì em cũng men lắm chứ em cũng không phải thì mị đâu. Hai em gặp nhau hai em sẽ cảm nhận điều đó. Nhưng mà anh đại diện đàn trai, anh có thể nói đàn trai xác nhận 100% là đàn ông. Anh có nghề thuốc. Cái này tôi cũng muốn học là để cứu nhân độ thế. Dạ. Có dạy cho anh không? Thuốc thì ra tiền không biết có tiền không thì tiền anh trả nè. Dạ, thì cái nữa thì em tiền sao học thôi. Vậy là mai mốt có tiền cho em trước đi rồi hỏi tới con, chứ chưa tiền cho em thì sao tiền cho con được. Tiền cho vợ con đúng rồi. Dạ. Đó thì mở rào. Bắt đầu. Tặng quà nè, đứng lên tặng quà nhau nè.
đứng lên tặng nhận quà. Tặng cho mình hả? À, cảm ơn em nhiều, cảm ơn em Thoa. Quà em đâu? Quà mình đâu đây hả? Ở đây. Trời đất ơi. Nói chuyện quên. Tặng em thuốc bổ huyết, thuốc bao tử nè. Dạ, em cảm ơn anh hay à. Lắm nè. Dạ, dạ, dạ. Kim Sang xong rồi cải cách cũng hay lắm. Cảm dạ, cúng luôn, đi trúng mưa trúng nắng cũng không cảm cúng. Dạ, dạ. Hồi bắt đó mặt coi, bắt mặt con có bệnh gì không? Dạ chứ không có đâu. Thằng em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, dạ. Ủa sao bên đó em mở ra coi cô gái tặng em cái gì? Nói ý nghĩa của món quà coi làm sao, cái gì vợ? À, dây nịch. Hả? Dây nịch. Sao em lại tặng dây nịch vậy cưng? Thì ý nghĩa em khi em tặng sợi dây nịch cho anh ấy thì khi mà anh ấy đeo sợi dây nịch đó vô thì anh ấy sẽ tưởng tượng được đến với em luôn ở quanh người anh. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì tướng cũng đẹp. Thấy em cũng cảm ơn anh. Cô giáo là mình thích. Dạ, em cảm ơn anh. Gia đình mình có mấy anh em ha? Mình có người em à. Nói chung cuộc đời mình nó cũng lận đận lắm, tới giờ mới tính lập gia đình. Chứ dòng họ mà bên Mỹ mình gì cũng kia, mình lo lập gia đình kia đi. Chứ mình cứ đấu tranh làm hoài cũng vậy. Có vợ, có con là một mặt mình mới phát triển lên. Mình có niềm tin mình mới làm được việc lớn. Nè, anh có gì hỏi em không? Hỏi sáng em xuống đây bận gì? Em sáng đi xuống bận gì hả em? Dạ em đi bằng ô tô ạ. Ô tô hả? Dạ. Em đi bận gì? Em đi bằng đi bằng xe đò, xe buýt thôi mà. Ngồi cái gian gì được không? Chúc em có cho anh Giang không? Nếu như anh không ngại. À, mình Giang trời luôn. Ơi, vậy được quá rồi. Ví dụ một tuần mình gặp em mấy lần à? Nói chung mình ở đó mình cũng gần nhau, thì mình chỉ làm công việc hành chính của nhà nước thôi, thì từng bảy lần vẫn được. Thì lúc đó em dẫn em tại đi vì em rảnh buổi tối mà. Ăn lẩu, ăn gì cũng được mà, hay không? Ăn dạ. Mấy cái quán lớn lớn, mấy quán đồng đồng. Em cảm nhận thế nào về anh hả em? Em thấy anh hiền. Cũng nhút nhát tựa tựa giống như em thì nhát, nhưng mà khi mà em thấy mình tỉnh lại thì cũng được để nhát hơn em. Dạ nhát hơn em. Nhưng thấy anh cũng chân thật. Vậy chừng nào mình đến nhau được, em thích con trai hay con gái hả em? Nói chung thời gian thì cũng không giải quyết được tất cả. Khi mà mình làm quen nhau thì mình tìm hiểu được nhau, không cần phải thời gian 5, 3 năm, 2, 3 năm gì hết. Cả 2, 3 tháng cũng được nếu như mà hiểu nhau. Em thích còn sinh con gái. Thì em dĩ nhiên là em cũng thích hai đứa rồi, một trai một gái thì ai cũng thích như vậy, nhưng mà con nào cũng là con. Được không? Con nói được rồi. Cổ nói còn em có được hay không? Hứa dạ đi. Mình được, em được á anh Linh. Sao em biết chịu. Được? Mà xin muốn xin nhiều em cũng chịu, ba bốn đứa cũng được. Tại vì em đi làm nhà nước thì chắc là không xin nhiều được rồi, chỉ hai đứa thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy gì đẻ liền được không? Dạ chịu liền, em khoái có con lắm. À, thích con trai hay con gái? Dạ trai gái gì cũng được, em thích dài bữa con gái nữa cho nó đi Mỹ. Trời ơi, con lạnh con đi Mỹ luôn. Có con gái là dòng họ em sẽ cho đi Mỹ hết. À tại vì gia đình bạn này ở bển hết gia rồi. Gia đình em dòng họ bên Mỹ không à. Mỹ nhiều lắm. Con trai cho đi đâu? Con trai cho nó học bác sĩ. Rồi bây giờ là tiến tới cô gái. Được. Tiến tới, nắm tay cô gái coi, tiến tới. Hát bài nào tặng cô gái hát coi. Bài tỏ tình tiến coi. Tiến tới, nắm tay. Trời ơi, cô giáo thể dục phọt đẹp quá. Cô nắm tay gái lần nào đó. Bắt tay trước kìa. Thì bắt tay ta nắm tay chứ, bắt nắm hai tay vô. Rồi nhìn nhau đi. Hát bài tặng. Tay ảnh lạnh quá anh ơi. Chưa nắm tay con gái lần nào đó em. Anh lấy mình tỉnh lên hát đi. Mình hát ha. Mình hát ha. Mình xin hát bài Ai cho tôi tình yêu đi. Dạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Xong. Xong. Đứng y nguyên, nắm tay y nguyên. Rồi, lâu lâu mới nắm được lần, mấy chục năm mới nắm tay đó, 40 năm đó mới nắm tay con gái năm đó. Đó. Ừ. Em cảm nhận thế nào em? Cũng thích mà cũng hồi hộp. Thích hả? Dạ. Thích nhiều không? Thích nhiều. Thích nhiều không? Nhiều hả? Cái tay đó nắm thấy làm sao? Thấy tay em ấm áp. Ôm cái thôi. Dạ, ôm cái. Ôm chặt vô để nguyên tội. Trời ơi, để nguyên. Chưa? Để nguyên luôn. Để nguyên đó. Đứa dựa đầu vô thế tôi chụp tấm hình. Dựa vô. Dựa im luôn nha. Để im nguyên. Để im nguyên luôn. Chụp cái hình coi. Trời ơi, nhắm mắt luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, không ghét coi. Vô, vô, vô rồi. Em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 505 có. Trời ơi, các bạn. Mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu con cái thôi, cái khóa cửa. Là hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì gia đình hạnh phúc. Rồi. Rất là đẹp đôi nha quý vị.
Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cặp đôi thứ hai thì họ sẽ như thế nào. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn bên hàng rào và quý vị khán giả. Rồi, em tên là Nguyễn Xuân Hòa, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua quận mấy? Dạ, ở quận 11 ạ. 11 qua làm gì? Dạ, em làm mở một công ty về thực phẩm và nông sản. Nói chung là mình làm thương mại. Tức là Hòa giám đốc luôn á hả? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và anh bạn đằng ấy. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang hiện diện tại trường quay và đang theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ ạ. Em tên Dung, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Dung. Năm nay 30 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện đang công tác tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Là trường nào em? Dạ, em công tác tại trường đại học Hoa Sen ạ. Hoa Sen. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của hai bạn là gì nè? Dạ, em xin nói về nhược điểm trước. Tính em hay suy nghĩ và đôi khi dễ bị mất bình tĩnh. Còn về ưu điểm thì em thuộc tiếp người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn, nghị lực và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra thì em có sở trường viết lách ạ. Tôi nghe tôi nghĩ đầu đài phát thanh đi thắng. Em thấy tính cách của bạn đó cũng giống với tính cách của em. Dạ, thì nhược điểm của em thì cũng lâu thì hơi nóng tính thôi. Nếu mà mình đã thích công việc thì mình sẽ đam mê và cố gắng làm cho nó hoàn thiện. Có cái tật xấu gì không? Về nhà thì em hơi lười chút. Tình trường của hai bạn thì sao? Bắt đầu phát thanh. Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình. Gần đây nhất là được hơn 3 năm. Em chia tay cách đây hơn 1 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Thực ra thì em đã cho anh ấy rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng mà anh cứ hờ hững và vô tâm quá. Cho nên em đành phải quyết định dừng lại ở hai chữ gian dở. Trời ơi, sao nghe nó thiệt hay thiệt. Tưởng đâu biên tập của chương trình. Giọng nói dễ thương quá anh. Dễ thương, dạ. Em ơi, ấn tượng lắm á. Cái này mình nói theo cảm xúc hay mình có soạn ra trước vậy em? Khi mà em đi dạy á, thì cái tính của em như vậy nó quen rồi chị. Dạ. Rõ ràng mạch lạc ha. Em cứ nói thế em. Lớp la. Em cứ nói thế hay đấy. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai. Dạ, em thì cũng trải qua ba mối tình. Mối tình mà sâu động nhất là ở thời đại học. Em quen được 1 năm thì em nói chia tay. Tại vì em muốn về cái sự nghiệp của mình trước. Bây giờ thôi, mình có sự nghiệp rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị lấy vợ đi nha. Dạ. Mẫu người của em thì kiếm một người bạn gái tóc dài một chút, biết quan tâm chăm sóc gia đình và biết chia sẻ. Nhưng mà ngoại hình thì sao? Vừa người, đừng mập quá. Còn về em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh Hòa ơi, em theo đạo Thiên Chúa đó, không biết là anh có theo đạo không ạ? Mình cũng có đạo em. May quá. Hay quá. Lo mình nhất quá. Người đó đó. Ngoài ra em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50 năm có. Trời ơi, bắt đầu. 50 đó là không lăng nhăng, da trượt, vô tâm, ti bo và ít cử. Cái đó thì anh đáp ứng được ạ. Dạ, về tiêu chuẩn 5 có đó là có ý chí, chính trực, sống có trách nhiệm, chín chắn và hoạt bát ạ. Mình nghĩ là mình đáp ứng được. Dạ, chị cũng nghĩ là anh đó được đó. Nói chung là 10 có đó đủ 10 luôn hả? Tại vì dạ bên không, đây một 8 cái... thôi anh. 8 có hả? Dạ. Chị tưởng đâu cái gì khó lắm, thế còn cái chuyện đó thì dễ. Dạ, dạ, chào chị. Dạ. Bây giờ chừng nào mà đám cưới được nè? 6 tháng đến 1 năm. Hiện tại là mình có phải làm dâu không em? Không cần phải làm dâu cũng được ạ. Ủa sao vậy? Ba mẹ mình sống ở đâu? Ba mẹ em thì sống ở Tây Ninh, không có quan trọng vấn đề là làm dâu hay không. Rồi mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu con cái thôi, cái khóa cửa. Là hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì là gia đình hạnh phúc. Rồi vậy quá quá tốt rồi ha. Cái điều gì mà em thật sự em không thích ở người vợ tương lai của mình? Nói chung là định nhiều chuyện quá. Em sợ là em chia sẻ với vợ xong rồi nguyên cả xóm biết hết á gì. Dạ chính xác đó chị. Không có đâu em. Rồi, em yên tâm đi, tại vì cô này là thấy một người phụ nữ rất là chuẩn mực. Dạ. Mà có vẻ hướng nội, đó là gia đình. Đâu đó trật tự nề nếp đàng hoàng. Dạ. Thì em cũng là một người của gia đình. Rồi, cảm ơn bạn. Được. Cảm hợp lý. Chị.
Để anh Quang coi giáo án bình đàn gái coi sao. Dạ. Đang soạn mấy trang nữa nè. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh trai bên đây là Bình Dị đó. Dạ. Anh nghĩ rằng rất thật thà, kỹ càng quá. Em có sợ là chồng em gọi là trách không? Dạ không đâu anh ạ. Không ai là hoàn hảo cả. Cho nên là điều quan trọng là mình biết chấp nhận nhau và biết vì nhau mà thay đổi. Hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Dạ. Rồi em cũng dễ thương nhẹ nhàng ha. Cảm ơn về anh. Nhớ soạn cho anh dài cho giáo án nha. Có từ từ chút soạn cho. Rồi. Rồi bây giờ mình đi với người thân, mình đi với ai nè? Hôm nay em đi với một người mà rất là ủng hộ em tham gia chương trình, đó là anh rể. Ngoài ra thì có 4 anh chị em ruột, một số người bạn thân và đồng nghiệp ạ. 4 anh chị em ruột nữa, anh rể nữa, là bạn nữa, đông quá vậy. Nói chung nay khóa cửa đi. Đưa tay lên cho coi cho bạn nhà gái. Wow. Rồi bây giờ xin mời đại diện bên nhà gái đi ạ. Chào anh Quyền Linh ạ, chào chị Cát Tường và toàn thể các quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Phạm Văn Bằng, em là anh trai ruột của bé Dung. Em gái em thì em rất là hiểu tính, thì bé rất là chu toàn và lo cho bố mẹ và gia đình. Và đã quyết tâm làm một cái điều gì là làm cho bằng được. Có khả năng là ví dụ như mai mà thi thì có thể thức trắng đêm để đèn sách. Khuyết điểm của bé thì về thể thao văn nghệ thì cũng hạn chế. Về bên bạn nam thì thấy anh rất là con người rất là phóng khoáng và cởi mở, biết lo cho gia đình. Và anh bảo là lười cái công việc nhà, cái đấy thì em nghĩ là lập gia đình về thì cái đó mình có thể siêng lên, có con có cái tự nhiên là mình siêng lên. À, cái điều mà em rất là mừng rỡ đó là hai bên gia đình đều có đạo. Và cái cảm giác đầu tiên thì em cũng thấy là anh là một cái bờ vai vững chắc, một người đàn ông có thể lo lắng cho được gia đình. Hạn chế của anh là nóng tính, có thể kiềm chế lại được. Thì em gái của em thì sống rất là nội tâm và sâu sắc. Thì người ta thường nói là chồng giận thì vợ phải nguôi, mà cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào. Và trong tình yêu thì người ta cũng nói là tình yêu thì đôi lúc là có giận, có hờn, có ghen, có ghét, có buồn, có đau. Mà giận hờn là để hiểu nhau chứ không phải để ghét nhau suốt đời. Cho nên là người này có khuyết điểm của anh cũng có thể là bên em gái có thể bổ trợ. Và bên cái khuyết điểm của em gái là sống nội tâm sâu sắc và anh cần một người là kín tiếng thì cũng có thể là san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì em thấy là hai bên rất là hợp. Và nếu được thì nên cho nhau một cái cơ hội. Vì hai bạn đến với nhau như thế này cũng là một cái duyên. Vì trên thế giới này rất là nhiều người, hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ người, mà tại sao là vẫn là hai bạn. Và đó là một cái duyên mới gặp được chứ không phải là đơn giản mà gặp được đâu anh ạ. Vâng, thì khi đã có một cái duyên là chúng ta cho nhau một cái cơ hội để gặp nhau. Và nếu được thì trong một ngày không xa, hy vọng là anh sẽ nhận được thiệp hồng của hai em. Và chúc em hai em là tình yêu sớm đâm hoa kết trái và chúc hai em thành công. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh trẻ rất nhiều ạ. Hay quá. Em gái anh trai cũng hay luôn. Hai người hai giáo án khác nhau. Dạ. Rồi. Giờ rồi qua nhà trai coi sao nha. Dạ, hôm nay thì đi với hai chị gái. Chào chị. Chào dạ. Chị. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả. Thì em là chị thứ ba của Xuân Hòa. Đối với em trai của em thì nhà rất là hòa đồng, vui vẻ. Từ nãy giờ có trao đổi với cô bạn gái đây là cũng cùng ngành với mình cũng là giáo viên. Thì hy vọng là nếu như mà hai đứa mà có cái duyên với nhau á, mình về sống chung thì chị em mình cũng hợp với nhau trong cái ngành đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là thấy hai bên nãy giờ hợp lý rất là nhiều ha. Dạ. Cả nhà người ta đi hết luôn, bữa nay là cả xóm đóng cửa, khóa cửa lên rồi đó. Ủng hộ 100% tuyệt đối luôn. Chúng ta bắt đầu mở rào. Anh có món quà. Cái này thì anh hy vọng nếu mà chúng ta tiến đến với nhau, tình yêu hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, mặn nồng như những viên sô cô la này. Em cảm ơn anh ạ. Rồi này gì đây, không phải quà cho ảnh hả? Dạ, để xíu nữa chị ạ. À, xíu nữa mới tặng. Dạ. Quà phải có đúng lúc. Dạ. Giáo án tới đoạn tặng mới tặng chứ. Dạ, em xin được hỏi anh trước ạ. Anh rồi. Quan niệm như thế nào về tình yêu và về hôn nhân ạ? Tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là giữa hai người mình đã hợp với nhau, tiến tới với nhau thì sẽ chia sẻ tất cả những nỗi buồn, niềm vui và khó khăn cho cuộc sống. Coi như nhiều khi mình gục ngã thì người đó sẽ cố gắng động viên mình lên. Trong tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này nữa, ngoài những điều anh nói thì rất cần sự kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Đó là trung tín, tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Cô này có nhiều chữ quá ta.
Ở đây cuối còn chữ nào? Thì em thấy trong cái 40 chữ đó thì anh có đáp ứng được cái như, những cái vấn đề gì của đó của em hay không? Dạ, em thấy từ nay đến giờ thì anh là người có trách nhiệm trong công việc và có chí cầu tiến. Thì đây là một trong những điều em đang kiếm tìm ở một nửa còn lại. Em đánh giá rất cao ạ. Quan điểm sống của em đó là hãy cứ từ từ mà sống. Em không có vội vàng để mà chọn vội cho mình một người để khỏa lấp nỗi cô đơn đâu. Em sẽ tìm cho mình một trái tim có cùng nhịp đập, ở đó biết quan tâm, chia sẻ, biết hy sinh, vun vén, xây đắp cho hạnh phúc của nhau. Và luôn sẵn sàng cùng em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Không biết là anh có sẵn sàng với những điều này không ạ? Thì nếu mà em đã chấp nhận chia sẻ thì anh cũng sẽ chia sẻ. Có thể thì anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Không biết vấn đề dạy học của em thì rảnh trong thời gian nào? Dạ, thường thì em hay rảnh vào cuối tuần. Nếu mà ưu tiên cho nhau thì em vẫn cố gắng sắp xếp ạ. Tới khúc tặng quà cho em. Chưa hả? Dạ, tất cả những tâm tình muốn nói thì em đã trao trọn trong tấm thiệp này. Xin được gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn kỹ em. Kỹ lắm, phải đúng lúc rồi thấy được mới tặng, chứ không được là chưa tặng đâu. Cái này có mở ra đọc được không em? Dạ, được ạ. Đọc đi em, đọc đi. Dạ, thầy Đức Bà đó anh. Người lạ ơi, gặp được nhau đã khó, trân trọng và giữ được nhau lại càng khó hơn. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Mong rằng chữ duyên sẽ song hành cùng chữ phận. Bởi lẽ duyên này do bạn muốn hẹn hò tạo, phận là do người chọn, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối hành trình tìm hiểu một cách nghiêm túc và chân thành. Người lạ ơi, rồi cảm ơn em. Dạ, tấm thiệp này có in hình ngôi thánh đường. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cho cả hai vào mỗi cuối tuần về. Và thánh đường sẽ là nơi minh chứng cho một tình cảm đẹp nếu được triển nở, được Chúa chúc lành thánh hóa. Trời, cô nói hay quá ta. Dạ. Nói giống như là rót mật vô tai vậy đó. Nghe mà muốn nghe thêm á anh. Hả? Còn cái này, cái này là đoạn khác hả em? Dạ không, đến với chương trình thì em chuẩn bị hai tấm thiệp với hai nội dung khác nhau. Tức là trong trường hợp mà tặng cho người có đạo hoặc không có đạo á, tại vì em không có biết là chương trình sẽ sắp xếp cho mọi người là anh như thế nào. Cổ ưng, cái này là rất trân trọng khi mà anh nhận cái thơ đó, anh rất muốn lấy cái này không? Không. Dạ thôi, cũng phải lấy luôn. Cái này để tôi thôi. Dạ, em rất là cảm phục trước tình cảm của bố mẹ, bởi vì trong những lúc khốn khó nhất thì hai người luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau. Và đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin được chia sẻ về một cuộc hôn nhân ạ. Rồi, mời em. Có hai ông bà sống với nhau đã gần 50 năm. Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều khó khăn, bất trắc, nhưng hai ông bà luôn vun vén, đồng lòng nuôi dạy các con nên người. Một ngày kia, ông bị tai biến và phải xa bà một thời gian dài để điều trị bệnh. Thương ông, bà chỉ biết nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Trong một lần đến nhà thờ, không may bà bị tai nạn, nằm cấp cứu miên man, lúc mê, lúc tỉnh, bà thì thào: đừng nói cho ông biết, vì bà sợ sức khỏe của ông sẽ suy sụp. Đêm hôm ấy, dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ông vẫn cứ trăn trở mãi, chẳng thể nào ngủ được. Và rồi mọi biến cố cũng qua. Sau một thời gian điều trị bệnh, ông bà trở về tổ ấm trong niềm vui mừng vô hạn. Ông nắm chặt tay bà thì thầm: tớ với mình tình nghĩa vẫn sắt son, vầng tim vẫn thủy chung, trọn cho đến hơi thở cuối cùng. Em xin hết ạ. Một dòng đọc ấn tượng quá. Một câu chuyện rất là cảm động ha. Chuẩn bị đến giây phút hết sức là quan trọng nha. Đây có phải là người để chúng ta cùng đi suốt cả cuộc đời còn lại hay không? Nhắm mắt lại, kiểm tra lại nha. Có nhắm thì nhắm, bấm thì cũng bấm. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Giữ lấy bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chàng trai và cô gái đã có 10 có và hai bờ. Ờ gì? Hai bờ gì? Hai bờ là hai bấm á. Xin gia đình mình làm cái nhiệm vụ của bạn mới hẹn hò đi. Chào tất cả bên gia đình. Thì em rất là vui khi là bạn gái đã bấm nút chọn em. Thì em hứa nếu mà
em còn sức khỏe thì em sẽ cố gắng lo cho bạn gái đến thời đại cuối cùng. Hay quá. Xinh không? Xinh không? Dạ. À, không biết bên gia đình mình hôm nay em hôn bạn gái ở đây có được không ạ? Anh cứ thoải mái ạ. À, thoải mái ạ. Dạ. Vậy em xin phép ạ. Thế tự nhiên. Mời bạn nữ. Ồ, dễ thương quá, chào bé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phần giao lưu ha. Xin mời bạn nam mình giới thiệu về bản thân. Em xin chào MC Quyền Linh nổi tiếng. Em xin chào MC Nam Thư. Dạ, em tên là Nguyễn Trường Lưu, năm 1994. Em hiện tại em đang làm MC dẫn chương trình. À, dạ, đồng nghiệp với anh. Vậy đồng nghiệp của anh đó. Mà em mới vô nghề thôi. Dạ, em đến từ tỉnh Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên đó giới thiệu đi, đàn gái coi sao nào. Em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh Tiền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ, hiện tại em làm nhân viên kế toán tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Bên kia là Tuyền, bên đây là Lưu. Dạ. Đúng rồi. Hôm trước anh có làm mai cặp, bên kia là Lưu, bên đây là Manh. Ấy, bậy bậy. Có không? Có. Có hả? Nguyễn Thị Manh. Thiệt. Bên kia là Trần Văn Lưu. Chà, hai chồng rồi, kết rồi hợp. Có dính không? Cặp đó đi xa rồi. À, Tuyền, em nói về cái ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân mình nè. À dạ, cái ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, cũng biết lắng nghe, chia sẻ này kia. Khuyết điểm của em là cũng hơi lề mề, chậm chạp đúng không? Rồi còn bạn nam sao ha? Ưu điểm của em là biết lắng nghe con gái. Còn người khác không có nghe hả? Nhiều hơn con gái thì em chịu khó nghe hơn tí xíu. Thôi dạ. Rồi. Em ít nói lắm, vì người ta nói em á thì em chịu nghe. Và em nói về tài lẻ thì em có hát hò xíu. Em máu nghệ sĩ lắm, máu nghệ thuật lắm. Còn lên sân khấu thì nó tới đâu thì hay tới đó. Khuyết điểm là gì? Hình như là không được cao lắm, hơi thấp nhẹ xíu. Em miền Quảng Nam á, vô đây thành ra đôi lúc nó hơi kiểu là nông dân xíu. Dạ. Em thấy em đâu nông dân gì đâu. Không, em mặc đồ trọng hơn anh. Mặc đồ là mình gọn gàng vậy thôi. Chứ còn em là cái chất em nó vậy á, nó mọc mọc vậy đó, nó bọc trực. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên bên nhà gái cái nào. À dạ, em trải qua hai mối tình ạ. Mối tình cũng gần đây nhất là cách đây một năm rồi chị. Rồi tại sao mình chia tay? Tại vì em cảm thấy anh đó cũng hơi bị lăng nhăng. Mình có bắt tận tay dây tận mặt không hay là mình sao mà bắt được? Đoán không đoán được nhưng mà em cảm nhận cái ông kia. À, dạ. Hay là hỏi tới ông mà, ông ngồi yên đó. Đừng để nhà gái phiền lòng nha. Đúng rồi, không cho đem con dâu về đâu đó. Bên đó thấy một người đẹp rồi, không biết người kia đẹp không? Đẹp. Chắc không chị Thư? Bao đẹp. Profile của em gửi về chương trình thì có ghi là lý do mà mình vẫn ế bị tỏ tình mà sến quá không thích. Có dạ, không? Vấn đề đó là gì? Dạ từ vì em thấy làm cũng hơi bị nên là lố quá. Lố quá đó nha. Ngồi lố nha. Quá đó nha. Ngồi thục vô. Ê, bạn này bên này hỏi. Chào em. Dạ chào chị. Ừ, giờ mình mặt đối mặt nè. Lanh quá trời lanh nè. Có kịp nói đâu. Tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh Linh luôn rồi. Tình dạ. Trường sao kể nghe nè. Em cũng hai mối tình. Hai mối tình. Hình như là mối tình thứ hai là cũng cách đó khoảng đó một năm. Ừ sao dạ. Chia tay? Tại em nói nhiều quá ta nhức đầu hay sao? Cũng có khả năng là có một cái lý do là xa. Vì em mới vào, sau đó em vào Sài Gòn. À tức là tới thời điểm này thì em vào Sài Gòn lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Dạ 2 năm. Sau cái cuộc tình đó em có rút ra được điều gì cho bản thân mình không? Cảm thấy em cần phải tiến bộ hơn nữa. Bản thân em ngoại hình là em không có đẹp rồi nè, thành ra là em sẽ bù đắp lại ở thôi vì đặt khiêm tốn giả bộ nói ngoại hình không đẹp giả bộ hạ xuống chứ chị lên... đang khen hay đang chửi em vậy? Không, cái này chị nghiêm túc, chị hết sức là thẳng thắn nhìn vào ngoại hình của em, hết sức là sáng sủa, biết cách ăn mặc, biết cách phối đồ mix màu. Ok, có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu. Tham gia mà cái gì mà liên quan tới mà gọi là hình ảnh chỉ là rất bập bập bập. Nhưng mà biết tại sao em rất là bập không? Dạ không ạ. Tại vô em nói ào người ta cho em rớt. Có em cái xin đâu dám nói đâu, em ruột rè lắm. Mặt này có lăng nhăng không? Ai dám nói trời. Cái nghề bây giờ mà mối khai thác rất nhiều thứ đây nè. Em trai bình tĩnh. Dạ. Rồi để xem đàn gái coi. Chào em Linh. Chào em gái. Em nghe bạn bên đây nói thì em cảm nhận bạn ấy là người thế nào? Bạn ấy nói nhiều quá. Hơi lăng bởi vì MC mà. Đôi khi cũng bù qua giùm em. Em hơi nói ít. Ghét tật xấu của người đàn ông gì? Thuốc ạ. Thuốc thuốc. Không có. Rồi. Nhậu. Ít lắm. Thì ít nhậu lắm, nhậu xong đâu nói được đâu. Không gọn gàng. Không gọn gàng.
Dạ. Em thích người đàn ông như thế nào? Cao 1m65 à? Đừng hỏi lại. Gọn gàng sạch sẽ. À, gọn gàng, đẹp trai. Hơi điềm đạm một xíu ạ. Dạ. Em dễ thương á. Dạ, không nói. Điềm đạm, bình tĩnh lại cho anh. Nha. Dạ. Rồi. Nãy chị Thư nói hỏi thì em nói thôi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ với lại à, có mẹ hả? Dạ. Lưu là con thứ mấy trong nhà cô? Lưu là con út. Rồi cô thấy con dâu tương lai bên kia thế nào nè? Dạ, dạ. Bác thằng à. Bé cũng dễ thương. Bỏ cái đàn xuống nghe mẹ nói nè. Cô đó về làm dâu với mình hợp không cô? Cho hơi đứa ăn thôi. Nhưng mà tôi thấy bé rất dễ thương. Con thấy là cô này làm dâu có vẻ rất là tốt đó. Ừ. Bởi vì cô ấy cũng rất là điềm đạm. À cô ơi, vậy là mình bay từ ngoài Đà Nẵng vô đây luôn hả? Bay từ ở Quảng Nam chứ. Đi máy bay gió đét lắm nhưng mà vì con tôi phải đi rồi chứ. Trời bữa nay trúng lễ. Dạ trúng lễ rồi. Giá vé gấp đôi đó. Dạ. Ở ngoài đó, ngoài Quảng Nam cô có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có nhưng mà ít. Dạ. Con mở, em mở cho mẹ coi mấy lần gần đây. Giờ mẹ coi trực tiếp, ngồi im đó để nghe mẹ nói. Dạ. Cô, chú ở nhà làm gì cô? Làm công tác xã hội. Công tác xã hội hả? Ừ. Cô gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Mẹ em mà đẹp lắm. Ba con em cũng điển trai lắm. Mà lùn giống em. Trời ơi, cưng lên hỏi... sóng, cưng dập mặt ba cưng vậy để chị để lên chứ. Quên, em quên. Để ông ba tại... biết chứ. Ở nhà, hay giỡn với ba lắm. Rồi thành ra, lúc nào giỡn thì giỡn. Dạ. Lúc nào mình điềm tĩnh phải điềm tĩnh nha. Dạ dạ, em hơi quá. Ngồi im. Rồi bây giờ mình gặp người nhà của Hạnh Tuyền nè. Hôm nay Tuyền đi với ai? Dạ em đi với hai cô và hai em và một anh đồng nghiệp trong công ty ạ. Em chào anh, chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh và cô Nam Thư. Em là em họ của chị Hạnh Tuyền. Theo như em thấy thì nãy giờ anh này nói khá là nhiều. Bù vô cái tính ít nói của chị. Chị của em thì hiền lắm, nhát nữa. Nên là trước giờ không có anh nào cua nổi chị em á, nhát lắm. Chào hai vị MC, chào bạn trai. Mình tên Sơn, là đồng nghiệp của bé Tuyền. Nếu mà đánh giá thì có gì quá lời thì thông cảm. Bạn ăn cơm hớt quá. Mình đàn ông mình chững chạc một tí, bớt nói xíu, mình về chừng nó sẽ hay hơn. Rồi, cảm ơn người nhà của Tuyền. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nào, kéo rào. Hồi hộp không? Bắt đầu đi. Hai đứa muốn thể hiện gì đó thể hiện. Cũng có duyên khi gặp trên chương trình, thành ra là có lẽ là ngoài việc tặng bạn cái đàn này, mình sẽ cũng sẽ hát một bài tặng bạn. Mình cũng muốn quà tặng bạn. Cảm ơn. Bạn có biết ý nghĩa của cây đó là gì không? Cây này là cây kim tiền đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ không. Đúng rồi, cây là may kim mắn thì... này. Cùng tên với bạn này. À không, đây là cây kim tiền. Còn bạn tên Hạnh Tuyền, nó cũng tuyền hả? À tuyền, à bên kia tiền hả? À sao nhỉ? Cây kim tiền này là mang đến sự may mắn và thành công mà. Cái này nó đồng nghĩa tên Kim Tuyền nó giống tên của mình. Cảm ơn Tuyền. À cái cây này á, biết chơi không? Không, bạn có thể chỉ mình chơi được. Dạ chỉ luôn ha. Những người mà chơi được đàn á, nghe thì có vẻ như là nghệ sĩ nhưng mà phải rất là điềm đạm mới chơi được. Nhưng okay. Bạn chơi, đủ tỉnh không? Có kìm đàm đâu. Đủ tỉnh không? Giờ bạn cầm nha, quạt theo mình nha. Tay phải đâu, cho ta lên. 2, 3, súng mạnh mẽ lên, thoải mái lên. Tỉnh tỉnh, cái đầu phải tỉnh. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Quạt chứ phải là móc. Từ từ nha, bình tĩnh nha, không có gì cả. Bạn làm như mình đánh cái cánh tay như nè. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok, cứ về nha, tập nha. Tập một tuần như vậy, rồi sau đó qua gặp mình sẽ chỉ tay trái sau. Ok, tay phải nhớ chưa? Yeah. Rồi, bé Tuyền ngồi đi bé. Có thể hát tặng bạn gái. Vâng, bài hát được mang tên hoặc là em chê anh rồi. Tấm màn che hai đứa, có một người con gái đang ngồi đó
sao tôi nhìn không thấy có một chàng thanh niên hát về người con gái, mong là sẽ biết được mặt nàng. Tò mò em là ai? Tò mò em thích tôi không? Tò mò em đang nghĩ gì thế? Chắc là em cũng đang do dự. Bây giờ phải làm sao? Chắc phải nhờ anh Linh sang bên đó ngỏ lời giùm tôi với, nói rằng em tên Lưu, đẹp trai nhưng không cao, rất chịu khó chăm lo gia đình, là một thằng đàn ông không dài gái, là một thằng đàn ông rất ga lăng. Vậy là đủ để em về đồi anh chưa? Chắc là em đã mỉm cười rồi. La 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 la. Mong ra chúng ta sẽ là của nhau. Chắc là em cũng đã mỉm cười. Hình như em đã mỉm cười rồi. Hoặc là em đã chê anh rồi. Chị chỉ em bí kíp đi cô gái. Tới thích cô nào đừng nói gì hết, móc đàn ra đàn hát đứng lên về là hay quá. Anh định nói câu đó. Chào Tuyên, ai sắm bộ đồ cho vậy? Thiệt, đáng khen nó đều đẹp. Mình tự sắm hay là người thân sắm? Mình tự sắm ạ. Ồ, cũng có gu thẩm mỹ ha. Là đôi giày là đi đôi với bộ đồ luôn ha. Đúng rồi. Làm sao không nhộn? Cái thằng này nó tù đô dữ gì ta. Bây giờ cưng ơi, mình vô hỏi chuyện tình yêu là mình phải hỏi cảm xúc bạn sao, sao, sao rồi tính yêu đương sao. Tự nhiên vô hỏi bộ đồ đôi giày người ta ông nội này. À chào Tuyên, à, Tuyên có câu hỏi gì cho Lưu không? Bạn thấy mình sao? Hay lắm. À, xinh, xinh lắm. Làm kế toán. Đúng rồi. Làm bao nhiêu lâu rồi? Làm hơn năm á. Trước đó mình làm gì ta? Trước đó làm... Mình đi học. Đi học. À, rồi cái mình có thích cái nghề kế toán không? Thích mình mới học chứ. Thích cái gì ở nghề kế toán, mình có thể chia sẻ một tí xíu không? À, mình đang là trong chương trình hướng nghiệp hả cưng? À không, phải, nha, ý là bạn muốn hẹn hò. Bây giờ mình phải yêu đương sao? Hết. Bây giờ anh tạm ngưng mình đàn trai. Đúng rồi. Đàn gái, em thấy anh cảm nhận gì chàng trai này? Dạ, em thấy anh nói nhiều, anh cũng vui, anh hát hay nữa. Ừ. Dễ thương. Dễ thương. Em là người quyết định hết trong cuộc chơi này. Em là người nói từ đầu tới cuối luôn nha, không cho anh này nói nữa. Dạ, giờ em đấn sân. Rồi. Cái gì mà mất 65 có cần thiết không? Bà vì hỏi đi. Lúc em mang giày cao gót là phải mang cao hơn nữa. Mình có giày độ. Thì rồi bạn hỏi đi. Bạn biết làm việc nhà không? Đây hỏi mẹ. Mẹ là người chứng kiến tất cả. Mình là út trong nhà mà như gái trong nhà vậy. Từ khi đi Sài Gòn á, mẹ nhớ lắm là tại không ai rửa chén giùm. Ý là mình cũng vậy có là được. Nếu ví dụ mình làm việc này thì bạn làm việc kia, có thể chia sẻ lẫn nhau. À là ý là có gì làm giùm hả? Không, ý là chia sẻ. Đúng rồi, không, mình rất là rõ ràng về cái vấn đề đó. Mình không có cái quan điểm là nữ phải làm này, nam phải làm kia. Đôi lúc mình rất ít nói thực sự như vậy. Không phải là, nhưng mà đôi lúc mình lên sân khấu mình nói nhiều vậy thôi. Con gái mà ít nói như bạn, hiền hiền như bạn á, thì mình, nó thuộc cái tiếp người mà mình thích. Nên thành ra là khi đó mình cảm nhận mình rất là thích. Mình... Thì nhiều lúc mình lên chương trình mình cũng hơi bị rung. Mình không có dám nói những điều sáng súa. Nhưng mà nếu mà nói thích hay không thì có. Rồi, hết thời gian. Không cho bạn nói luôn. Người đối diện của mình thực sự có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không? Nhắm mắt, cảm nhận và lắng nghe con tim mình. À, nếu mà bạn không có cảm xúc hoặc là đó không phải là người mà mình tìm kiếm, không sao. Làm gì làm, đừng lừa dối cảm xúc của mình là được. Nha. Thời gian bắt đầu nha. 3 2 1 Hết thời gian.
có bóng mà, có bóng mà. Tức lại với nhau. Chúc mừng cả hai bạn. Tụi anh ủng hộ các em, nào nắm tay nhau. Ủng hộ các em. Nói để hiểu, để thay đổi. Nha Lu nha. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.